Chào các bác nhé, em lại tiếp tục lên sóng máy lạnh một cục phục vụ các bác. Ở đây là một con máy lạnh của hãng Corona. Đấy, một con máy rất là đẹp mà này, hình thức. Đầu mùa em nhập chủ yếu là nhập chọn các bạn. Đấy, nhập chọn. Vì đầu mùa nó nhiều máy và mình có nhiều sự lựa chọn chứ mình nhập được những cái con máy rất là đẹp, phần thân vỏ nó khá là đẹp luôn nhé. Sáng đẹp. Một chiếc máy lạnh một cục Corona khá đẹp luôn. Chiếc này xem nào. Công suất của nó là nó chạy ga điện 100V thôi nhá, 600W. Ga 410A, nặng 21 kg. Con này sản xuất 2015 này các bạn. Một con máy khá đẹp. Nhiệt độ tại cửa gió đang test hiện tại. Úi giời, con này xuống kinh khủng luôn. Gì mà 5,3 độ C này. Xuống 5 độ C các bác này. Cóng tay luôn nhé. Cóng tay luôn. Xuống 4 độ. Khủng khiếp, 3,9 độ C. Đấy. Con máy nó chỉ, đương nhiên nó chỉ xuống này một lúc đầu thôi, sau thì nó cũng sẽ ổn định ga chắc. Chắc nó phải trên 10 độ. Cũng đi kèm một chiếc điều khiển đa năng 1.000 trong 1. Chiếc này các bạn mua là 50.000 một chiếc. Cài mã 760 cho em nhận hãng Corona nhé. Đấy, chiếc sau rất đẹp. Bọn này thì tất cả nó cũng đều có hệ thống tưới tiêu nước hết thôi nha. Đây có một cái quạt té nước, té lên dàn đây, làm tiêu nước luôn. Đây là cái khe thoát khí nóng của nó các bạn nhé. Rộng khoảng 5 phân, cao khoảng 60 phân, 67 phân. Đấy, nước còn đang té đấy. Con máy đa năng, di chuyển mọi nơi mọi lúc. Đi công trường các bác mà dùng con này lắp trong các cái nhà tôn, nhà sắt các bác dùng tranh thủ. Hoặc là các bác đi phượt, mình có máy phát điện, mình cho nó mát vào trong lều thì không khác gì nghỉ khách sạn 5 sao giữa cái môi trường không thiên nhiên bên ngoài. Vừa đi chơi du lịch lại vừa có cả điều hòa, ok chứ đúng không? Vừa đi du lịch vừa có điều hòa đấy. Rất là nhiều các anh em đi phượt có điều kiện kinh tế sắm rất đầy đủ. Đấy. Nói là kinh khủng. Đây, đang 5,3 độ, trong này là mặt phần dàn lạnh các bác nhé. Dàn lạnh nhé các bác, dàn lạnh của hãng Corona thì nó là nhôm nguyên. Đấy, chứ nó sẽ không có màu xanh như là của hãng Haier đâu ạ. Haier là nó cái tản nhiệt nhôm nó phun màu xanh, trông rất bắt mắt. Mà còn của hãng Corona thế này nó là nhôm nguyên bản, ống đồng các bác nhé, tất cả đều ống đồng hết. Đấy, các bác nhìn nó tối này thôi chứ không phải là dàn nó xấu hay là đen đâu ạ. Quay clip lên và nó thêm một cái hơi nước vào thôi, nhưng mà dàn này rất là đẹp đấy, trắng tinh luôn, ống đồng các bác này nhé. Đồ lạnh xuống cực sâu luôn. Đây là cái lưới chắn bụi, các bác dùng lâu lâu các bác vệ sinh lưới đi để đảm bảo hiệu quả nó được tốt tối đa. Đây. Tôi quay mà ngồi trước cái cửa gió này lạnh cóng tay các bạn. Cái chiếc này em bán là 3,8 triệu nhá, bảo hành 6 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, mã số 2, bác nào chốt các bác liên hệ nhé. Đồ lạnh xuống rất là sâu đấy. Chào các bác.